chỉ người cũng quen dung từ bi. Dù gần cuộc đời tâm phần đau khổ, tính toán mọi điều làm vất vả quanh năm, mẹ cha cũng không ngại ngần gì, con mà chẳng quen gian lao, miễn sao con được nên người, dù khăn gầy ốm đau chẳng mèn chi. Từ khi lúc bé ngây khờ đến khi nên người tay ba, cũng không sao rồi vòng tay đã chở che. Giấc dịu dài khuyên à, hay quá anh Thành ơi, vỗ tay em cầm máy không vỗ tay được nha. Lòng quang đại của mẹ cha với biển trời lại lan, chính kháng cưu mang ba năm bồng ấm dành nước giường khô, miễn sao cho con khôn lớn nên người. Khi con được khanh danh thì cha mẹ mới hé môi cười, à ơi nuôi con khôn lớn chẳng quen chi khăn, bên ước mẹ nằm bên gáo con nắng, biết chi đền đáp khó khăn, lên non xanh đá xe lăn phụng thờ. Ôi cha mẹ quá đỗi nhọc nhằn, suốt cả cuộc đời luôn hy sinh vì con tè. Ta được nên dốc nên dài khanh người sen cả, thì có ai biết chăng ta đổi lấy từng bao giọt mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình. Người đã cho ta biết mấy ân tình, dẫn bước con đi trong những ngày đầu chập chững, em ngồi vô dời khi con khóc đòi ăn. Nếu phải gặp cảnh nghèo khiếu trước hụt sau, cha mẹ phải tạo toàn nồi lấy bé cơm manh áo. Sự hy sinh hoàn toàn vô lợi, ôi tái thiếp nhân từ con không khởi nào quên. Mẹ cha ơi, con xin khắp nhàn khăn nguyện tâm khẩn cầu xin, kính mong Đức Phật tên ngài chứng minh, lòng con khá khiết chân thành, mong sao cha mẹ được an lành, phận làm con phải giữ tròn hiếu đạo, không số sàng không khổ lô nghênh ngang, phải nên nói năng nhã nhặn, biết văn lời và hú quân của mẹ cha, bởi thế cho nên tông sách có câu, phụ mẫu chính là hai vị Phật sống, muốn việc đành hiếu hạnh đứng đầu tiên, khắp ngoại cứu mang tam niên nhu bộ, phận làm con không sao quên được, công dưỡng dục cha mẹ ăn trọng, đức cụ lao lấy lượng đào đông, còn cha với mẹ là phước lành tối cao. Nếu một mai cha mẹ đã qua đời thì dù cho con nuối tiếc cũng muộn rồi. Ai đứng trước cổng tam quan nhìn những chiếc lá vàng gơi lá ta, lòng lăng lăng dẹt vào bao nỗi ưu tư, mà bỗng đâu xuất hiện tông còn hình ảnh thân hương của hai đấng sanh khanh. Tới vào khu lá phải xa cành, chân bước đi với nỗi lòng khắc khoải, mong tưởng đến ngày cha mẹ phải đi xa,
vì lá già lá không giữ được ở trên cây, cha mẹ tôi già cũng phải rời xa dương khơi. Mắt cha con sống u ơi, mắt mẹ con sống bơ vơ một mình. Mô Phật, đúng là thầy. Tiếng chuông chùa như cảnh tỉnh khắp tầng gian, lời kính cười đã xóa tan bao phiền nào. Hỏi những ai là người có hiếu khảo, mau quay dời tam bảo để cầu xin. Chắp tay khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cha mẹ còn gót đỏ như son một mai, cha mẹ mắt gót con dính bùn mềm. Lòng nhẹ nhàng như chợt tỉnh khách liêu tay, như nhắc nhở ai giữ toàn câu hiếu đạo. Dù cho có nói cạn lời, cũng không hết được ơn người sanh ta. Nam mô A Di Phật.